Người đâu mà vừa sinh người hát vừa hay. Người ta phải thế đi đâu cũng như đội của mạnh. Đội tôi đấy. Đội là thằng. Kính thưa quý vị và các bạn, phòng tranh đấu đang diễn ra vô cùng kịch tính. Và các đội chơi đã thể hiện tài năng một cách xuất chúng đêm nay. Vậy táo là sẽ trở thành táo tài năng. Thí sinh nào sẽ trở thành thí sinh tài năng. Và không để quý vị nào đâu nữa. Táo tài năng đã trở về. Và kết quả chung cuộc đã thuộc về tổ chức sản xuất quay như này thì mà lo hết cả lên với các táo. Vâng, và kết quả chung cuộc đã thuộc về tổ táo. Cuối giờ chờ chúng tôi mới có kết quả. Dạ vâng, cảm ơn quý khán giả đã quan tâm và theo dõi chương trình Thiên Đình Pop Island. Kết quả sẽ được công bố ngay sau đây. Đừng cho mắt khỏi màn hình nhé các bạn. Này, bán xa đi cho bảo. Thế mà không nói gì, hay là Ngọc Hoàng định bán béo qua tay đây hả? Có khi thế đấy. Nhìn ta đã được chưa? Dạ, ngon rồi ạ. Vậy cuộc thi cháu này đang diễn biến thế nào rồi? Dạ, phải bẩm Ngọc Hoàng ạ. Các tiết mục năm nay đều rất là xuất sắc ạ. Chúng ta chỉ chờ đến cuối buổi chầu sẽ có kết quả thôi ạ. Vậy hả? Dạ. Thế các táo chuẩn bị xong hết chưa? Dạ, các táo chuẩn bị xong hết rồi ạ. Giờ chỉ còn đợi đến giờ chầu nữa thôi ạ. Được, mời các táo vào chầu đi. Dạ. Mời táo tổ chức vào chầu. Yeah.
và quyết định là trước cùng nhau. Thế là thế nào? Ôi của cậu Hà ơi, có hẳn mấy cái áo là đã cải cậu Hà ạ. Cả một năm vừa rồi, thật có 52 người được trao quyết định thăng chức. Chỉ có một vài trường hợp không tương tác kịp với kế hoạch nên phải xuống rồi ạ. Cái tổ chức này, thì nói thế mà nghe được sao? Chị là tổ chức, chị là hỗ trợ thần dân, bảo vệ quyền lợi của thần dân chứ. Ờ, này cậu có biết không? Nhờ cái hũ này thì là tổ chức thi của chị nhá. Là những người được thăng chức, làm việc hiệu quả hơn, học hành chăm chỉ hơn và lên chức cũng xứng đáng hơn đấy. Dạ, thầy và công an, theo đánh giá thực tế của thầy thì thầy thấy rằng việc chị tổ chức đưa ra các kỳ thi là đúng. Như vậy tránh trường hợp đưa lên vội vã rồi lại đưa xuống dốc không phanh đây ạ. Dạ. Thế coi như là em cảm ơn chị trước nhá. Thằng đấy có hơi ố áo tí thôi, chứ bản chất nó là ngoan. Chị tạo điều kiện cho nó nhá. Yên tâm đi, chị lo ăn hết. Dạ. Hai ông bà thì thầm lo nhỏ gì đấy. Bà nhá. Dạ thầm đồng bà bà ạ. Đối chiếu với mục tiêu năm vừa qua thì chị tổ chức đây cũng chưa hoàn thành được chỉ tiêu về quân số đã được đề ra đấy ạ. Này tổ chức, anh có ý kiến gì? Dạ. Dạ, thầy bảo Ngọc Hoàng, chỉ tiêu cũ còn chưa hoàn thành, chị ấy có thể làm sao không đẩy cho 3 hecta được hả? Ôi giời, ai chú phải cười nhỉ? Cái gì cũng phải có thời gian chứ, cứ cho chị 3 năm đi, gọi gì? Chị 3 năm đi chứ, bà ra đây, bà nói lại cho nó. 3 năm. Bà bị điên à? Sao lại 3 năm? Thế nhưng vì mục tiêu chung của chương trình, anh thật sự phải cố gắng. Ta cho là ngươi thêm một năm nữa, nếu không đạt được chỉ tiêu, ta không tăng cấp để chào năm nay. Chắc có khanh đâu nhớ? Dạ, tôi ơi Ngọc Hoàng à. Có khanh đuôi. Đấy Ngọc Hoàng thấy đấy ạ. À. Chị tổ chức mà đi khi dập núi kia là gì? Không vậy vào đâu ra. Dạ dạ, thật sự Ngọc Hoàng, trong năm vừa rồi thần còn có báo cáo là ở dưới Hà dưới thần dân kêu rất là nhiều về cái sự sản xuất đấy ạ. Dạ đúng đấy ạ. Đấy chính là nguyên nhân nhân tục thế ạ, rồi biến động trong năm vừa qua đấy ạ. Dạ vâng đấy ạ. Vậy hả, chúng ta có phá bản rốt
chị sản xuất hôm nay rực rỡ nhỉ? Chị sản xuất mà nào chắc quá đấy. Đúng là sản xuất bản tính mình không bao giờ thay đổi đấy. Dạ, không có quà, không có quà, không có quà, không có quà nữa. Cứ thế thì chúng ta là hàng chứ. Kiêm vừa rồi, chân phải chạy. À, nào theo anh kế hoạch, hay mà còn gần kịp đấy ạ. Trời, gần kịp của chị còn xa lắm. Khói đỏ hết rồi đấy. Hiệu quả năm giờ chỉ tiêu là 52%. Trong khi đó chị chỉ đạt được 47%. Là thế thì chị sẽ bảo vệ Việt Dương. Này, mày cũng không cho chị lấy thư cảnh cáo là may. Rồi đấy. Đỏ ra, mồm đỏ quá. Lê à, gần mọc con áo vẫn tải. Thế thì chị nói đi. Này, chị có biết này, đang xúc phạm cán bộ nhân viên không? Nhưng thế là cái phạm kim bản đấy. Này, tao bảo này, nghiêm túc mà nói nhá, tao bảo chúng ta sản xuất đấy, chị nên làm tao bảo nó. Chuyện sau này chị nhá, chỉ có nhất nhá, năm vừa rồi tỷ lệ phát triển VIP chỉ là 33%, năm nay tăng lên 35%, thì đáp rồi nhá, rồi là 42%, năm nay tăng lên 47%, và đấy là ở đó. Này, ý nghĩa các bố ấy là cái gì đấy? Năm 2019 thì đã có kế hoạch gì chưa? Chắc chắn là có rồi. Mục tiêu của cả chương trình ta trong năm tới là 65%. Nên chị phải đấu tranh kế hoạch để xem ta biết không biết lao động để tăng sản lượng. Và mà vàng cứ yên tâm, cả thế giới này đã có thằng ngủ hết à. Nghe vẻ có vẻ hoàn tráng cho mới chứ nhỉ? Chị ra đây cho tôi hỏi nhỏ. Thế chị giải thích cho tôi đấy nhá. Là trong năm vừa rồi tôi nhận được cái báo cáo ấy, là ở giữa hạ giới có tình trạng là gian lận người, rồi đặt số hàng để nhận tiền thưởng, thì giải thích sao? Dạ dạ dạ, cô tao là hoàng, hoàng đổ cái hoàng quá là hoàng mà, quốc có quốc sản, xa có gia tiêu ảnh hưởng, và có gia quy, phần mà có giá mà, tất cả những lời tao đổ nói chỉ những lời cơ thôi à, phần chỉ động viên, anh thủ anh em một giờ thì không được cứu thôi à. Này, đối với cảm biết, thế chị có biết nhiều người vì thế không hài lòng với cách quản lý của chị không? Dạ, đỏ này, chắc gì đỏ rất lòng hết mọi người nhỉ? Tình hình nằm sâu trong lúc ăn lên. Biết là như vậy, nhưng chị có biết cái số lượng người phản ánh về chị nó là nhiều không? Đặc biệt là trong chị giao tiếp và quản lý đấy. Các chị cũng chẳng muốn biết cái gì chắc. Đấy, người ta gọi là linh hoạt trong cách quản lý. Mỗi người đều có cách quản lý khác nhau. Được thì làm, không được thì vậy thôi. Hay nhỉ. Thế chị có nghĩ đến một ngày tất cả mọi người đều chung tay phản đối chị và chính chị sẽ phải lời người ra đi khỏi đây không? Lúc đấy là cái gì nhá? Thằng không nên được thì chị là người chết một tiền đấy. Như vậy là chị lại không nhìn ra cái vấn đề của chị đang gặp phải rồi. Vấn đề của chị là gì? Đâu nhất thiết phải sử dụng biện pháp mạnh cho quản lý đâu. Cô đây ăn mềm mỏng, có khi này được lòng dân. Thế nhưng mà chị tôi thấy khi đi còn vô của mình, ai lại làm lắm tập trung. Dạ, cô tôi ngờ hoàng à. Thần bảo cho tốt, nhưng vì tinh kế lại sau này à. Thần lúc muốn như thế thôi, tất cả gì mẹ anh kế lại thôi à. À, lại còn đổ lỗi à. Mềm nhẹ này mà. Vậy được, để tôi mời anh kế hoạch ở đây với chị. Mời anh kế hoạch ơi, một tay nhanh quá. Có ta là sáng hôm nay. Mời cháu kế hoạch vào cho. Trời quá buồn giàu, buồn giàu quá đấy. Chả lại cho hai kia thương mời chờ lòng hoàng lắm ngay xuống với bàn đầu. Chẳng ta lắm xưa vẫn nghe lời mình, mà rồi lắm ngay nó khiến em giật mình. Chỉ vì em đây cũng với tội mình. À nhưng thật tình là em muốn cho. Chỉ vì em đó, chỉ vì em đó hoàng mà trong mơ. Trời ơi, cái nào này của cái nào? Đã yếu rồi, phải trong mơ. Này,
các cháu đi thi cũng phải để ngoài ta thể hiện này. Chào đến không chào hỏi ai à? Dạ. Ngọc Hoàng, vạn thế vạn thế vạn vạn thế. Mình ơi, ta miễn thế. Dạ, thật là ngọt là có vẻ như năm nay anh kế hoạch anh hơi mất bình tĩnh. Dạ. Có lẽ là nên mời anh ấy đi chỗ anh ấy lấy lại bình tĩnh rất là hoàn toàn. Đúng rồi đấy ạ. Nhưng mà chuyện nói chung
tiền phường đi kia đi công nhân là gì, công an không phải một tay ba làm sao ra cơ sở cơ quan làm sao cần những cái tay chứ ra làm đưa ra. Hay nghỉ hay nhá này, chỉ sản xuất vừa rồi thì bảo là áp lực đang kế hoạch, giờ là anh kế hoạch vào là áp lực của chương trình đỉnh tiêu hóa ra nói là do mặt bằng hết à. Kế hoạch là năm 2019 các anh có mong muốn gì nói ta nghe. Dạ xin anh hoàn toàn tình lắng nghe khó khăn vào bước mùa vơi thảm đi từ đây đã đến biết bao nào ơn vẫn còn sao thần không ép được đây sao thần không ép được đây. Xin mời tất cả các táo và các quan chức chương trình vào chào. Vấn đề nhân lực là yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển
là Bác Thanh. Dạ. Bác Thanh biết đấy, việc xây dựng hình ảnh cũng là điều quan trọng nhất của đoàn chương trình. Từ xưa đến nay, ngày này cũng được bạn tới quan trọng. Dẫn đến nhờ các cô thống nhất, công cuồng, thế thần dân phải rất sợ đến thần vọng. Ngay các cô thay đổi, anh quyết tâm xây dựng đội ngũ quản lý, đào tạo, đúng theo phương án, cho toàn thể hàng tới và thiên đình. Điều đó cũng bị định ra trở thành một thiên đình vững mạnh về kinh tế, cũng như về vấn đề giao tiếp của văn hóa. Chắc chắn sắp tới, mấy hàng tới sẽ có thay đổi nhiều. Các anh có quyết tâm, đám văn